Hai chào tao mọi người, thì nhiều anh em cũng hỏi mình là cái hú da bò bữa giờ mọi người là hai con đó là một hay là khác nha. Thực sự nó hai con khác mọi người, một con là lớn rồi hơn tháng mấy rồi, còn một con thì còn nhỏ mọi người, mới mười mấy à, mới mười mấy ngày à. Đây nè mọi người, thì con mới mười mấy ngày đây. Nói giờ nó quậy quá quậy mọi người. Đây đây mọi người ha, lông của nó nè khá là đỏ ha, thì nó chuẩn bị sắp 15 ngày, bữa nay nó được 14 ngày. Đây mọi người, chân của nó mọi người ha, nó nửa trắng đen. Ê bợ, nói chung là chỉ con mà phải bợ như thế này mọi người, chứ mình không có dám mà bóc đâu mọi người, mình chỉ bợ nó lên thôi. Nó giờ nó thì khá là háo ăn. Thì con này thì nói chung là nó mình nghe nó giống giống trống rồi mọi người, nó hơi khẹt 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 mấy tiếng của trống rồi mọi người, nó mà mình không biết nó phải là trống hay không mình chưa chắc được, tại vì lúc này nó còn nhỏ, nó chỉ mới báo sơ thôi mọi người, thì nó ro là vẫn ro bình thường, từ nhỏ cái này là có thể là nó ro luôn mọi người, nhưng mà thì con này nó đó mọi người, con này thì là trống rồi. Thì mình quay để cho anh em biết, tại vì nhiều anh em hỏi mình ủa sao bữa thấy nó nhanh lớn như vậy, nó không có nhanh lớn vậy đâu mọi người, nó khá là lâu, mới mười mấy ngày thôi. Con này mới là lớn nè, để mình bắt nó ra cho mọi người xem. Thì bữa giờ thì mình cũng 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 có chơi với nó mọi người cũng thấy mà, đây nó đây thì... thì con nào còn nhỏ cũng như vậy, con này cũng khá là sờ gãi mọi người. Con này thì chuẩn bị khai lông mọi người, nó chuẩn bị khai lông lên lớn nè mọi người, thấy nó rớt lông rồi nè, đang chuẩn bị gớt lông để nó chuẩn bị nó thay ra lông mới, hoàn toàn là mới mọi người, cho nên là lông này chỉ lông con, lông chừng lên mọi người, lông chim chim con lên, thì giống như con trong nhỏ của mình như thế này á, là lớn lên sẽ ra đủ lông rồi, và sau đó sẽ chuẩn bị là nó rớt lông để nó thay bộ lông mới bộ hoàn toàn luôn mọi người. Thì lông hiện tại nó rớt rồi mọi người, đây là mọi người thấy không? Thì nó rớt lên thì rớt như vậy thì chim nó sẽ thay một cái lồng màu lông, có thể là nó đỏ ra mọi người, nhưng mà phải cho ăn đầy đủ thì nó đây, mình quay không có không ăn mọi người không thấy được. Nói chung là con nhỏ hiện tại là nó cũng muốn muốn nhảy tổ mọi người, nó nhảy suốt, nó đi phân luôn trong này nè, là nó ăn là phân nó đã bể bột diều rồi mọi người, cho nên là nó ăn là nó bị sẵn luôn ở trong trong này, chứ nó không có còn như hồi lúc trước nó đút được mút đút mồi vô nó mới ị ra, còn nay là không có mọi người, nó ị mỗi mỗi khi luôn, nó thích là nó ị à.
Giờ thì mình vẫn cho ăn cám thường không sao mọi người. Cám mà mình cho luôn cám viên viên này nè. Y như một viên mình cám mình làm mọi người mà cho nó ăn chứ đâu có phải là mình sợ mình làm cám bột đâu. Mình chẳng đút nó ăn bình thường. Nhưng mà đặc biệt con này ở một chỗ á là nó khác những con khác ở một chỗ mà mình sẽ cho mọi người xem ở trên cái đỉnh đầu của nó nè. Thì thường những chú chim non á là nó ngay chỗ này nè mọi người. Đây. Mọi người thấy không? Lông nó thường trắng nhưng mà con điện lông lại là sô cô la. Mình không biết nó có gì không hay là sau này nó sẽ như vậy. Nhưng mà mấy con trước của mình á nó sẽ không như vậy mọi người. Nó trổ ra trắng luôn chứ nó không có trổ sô cô la như thế này. Đâu rồi? Nó ngó đầu lên, nó ngó đầu rồi. À. Đó mọi người thấy không? Màu sô cô la. Thì con này mỏ nó lúc nhỏ nó mình cho ăn đó mọi người. Không khéo nó hơi bị nhỉnh khá là nhiều nhưng mà bây giờ thì nó lại nhỉnh. Bây giờ nó hơi quẹo là còn xíu mọi người. Tại vì mỗi ngày mình cho nó ăn á thì mình sẽ chỉnh nó một xíu. Nè mọi người thấy không? Nó cái mỏ nó hơi bị quẹo chứ. Hôm bữa anh em nói là mình không có nói không có, nó bị hơi bị quẹo. Hồi trước nó quẹo nhiều lắm nhưng mà mình đã chỉnh sơ đó rồi đó, đó mọi người thấy không? Bây giờ thì nó chỉ sơ sơ thôi. Không có còn mà quẹo khá là nhiều nữa. Đó. Mọi người thấy không? Nó hơi méo một xíu thôi không? Thì hiện tại bây giờ mình đang chỉnh nó lại mọi người. Thì còn lúc còn nhỏ như thế này mình chỉnh được khi mà nó lớn rồi mọi người. Khá là khó chỉnh. Thậm chí ngay cả chân của nó cũng vậy đó mọi người. Có những con thì nó. Nhưng mà cho nên đó là cú cho bò con là anh em không nên làm bóc cầm nó nhiều mọi người. Thậm chí tất cả những con khác luôn chứ được không chỉ riêng cú cho bò đâu mọi người. Là mình phải cầm cho nó thiệt là nhẹ nha. Còn hơi bợ từ dưới ngực nó lên. Giống như nãy mình bợ cho mọi người xem á, là mình bợ ở dưới lòng á, mình bợ dưới cái ổ á, bợ ngược lên luôn. Chứ mình không có là họ cái tay mình chụp cái đầu như vậy, mình bắt nó ra. Nói chung hay nó thì nuôi chim con mọi người, lớn thì sẽ khá là quấn người. Và hơn thì chim con thì anh em đừng có nghĩ là chim con sẽ chơi không hay bằng những con chim lớn ha. Cái đó là không có đâu nha mọi người. Chim con nó được một cái là mình có thể là sờ gãi nó và có thể là chơi để bàn ha, là nó khá là nhanh ha. Chứ không phải như những con chim bổ thì anh em thường khá là lâu. Còn những con chim con này mọi người thấy không? Nó nhịp cánh nè. Con này thì nó chưa, nó mất còn nhỏ mọi người, nó phải tầm một tháng hơn có thể là mình mới biết được nó có chơi cánh hay không. Chứ giờ mình có kè những con chim khác vô hay là cái gì đó nó cũng không có chơi đâu mọi người. Anh ngỏ thì anh đang muốn nhảy ra khỏi cái ô này mọi người. Nè như cái con nhỏ thì nãy mình có nói với mọi người ha, con lớn nè mọi người thấy không? Cái này nè, nó trắng nè mọi người thấy không? Đây nè. Thì nhưng mà con nhỏ đó thì nó lại là một cô la. Thì mình không biết lý do gì sao. Chứ thường là nó sẽ mô tả màu trắng như thế này nè đó mọi người thấy không? Nhưng đây nè, trắng hết đây nè. Và cái mao này của nó khá là dày nha mọi người. Đây, yếm chim con thì yếm nó sẽ nhỏ hơn chứ nó không có bự như chim lớn mọi người. Nè, mỗi ngày mình cho ăn mình sẽ chỉnh như thế này nè mọi người. Mình chỉnh từ từ lại chứ hôm bữa là nó quẹo dữ lắm luôn mọi người. Nè mọi người thấy cái mỏ nó không? Nó hơi quẹo này nè, mình sẽ chỉnh, mình phải bẻ qua nhẹ nhàng mọi người. Mỗi lần mình cho mình ăn, mình cho ăn là mình đều phải bẻ như thế này hết để cho nó cái quay hàm của nó mọi người. Chỉnh lại giống như mình niền răng vậy thôi. Thì chim con này thì mình sẽ chỉnh như vậy. Sáng giờ chưa có nắng nên mình chưa phơi nắng luôn. Chứ bình thường là mỗi ngày là mình đều phơi nắng tụi nó mọi người để cho màu lông nó bắt mắt nó lên xíu mọi người. Với lại chim nó ra lông ống như thế này nè mọi người, nó sẽ rỉ những cái khúc ống này nè, những cái khúc ống màu trắng này nè, nó sẽ rỉ bỏ hết mọi người, tự nó rỉ luôn. Đây nè, còn khá là nhiều. Còn anh lớn này thì lại anh lại muốn ra ngoài chơi mọi người. Một ngày nào mà mình mà không có đụng vô nó hay là sờ nó thì coi như là bữa đó là sao là mình sẽ không đụng vô nó luôn mọi người. Nó kỳ vậy á, cho nên là phải chơi với nó.
Nhưng mà như con nít mình vậy thôi mọi người, không khác gì đâu mà. Mình không chơi với nó thì như vậy mình bỏ lơ nó, thì nó sẽ buồn, sẽ giận mọi người. Mọi người đừng có nghĩ là chim nó sẽ không có giống tính người hay không có đâu nha. Có những con khá là kỳ. Có nhiều anh em kêu mình á thì nắm đầu cánh là gan ra như này để cho bố sau này chim con nó không đâu mọi người, đừng nên làm như vậy nha. Cái đó là bản tính, bản năng của từng con thôi. Dù có những con mà mọi người, có những con ôm trống có dạy nó thì bản chất của nó là nó sẽ không, nó không làm được vậy, nó sẽ không làm mọi người. Nó ví dụ có con thì nó sẽ cánh cao, cánh năng thì do tùy yếu tố từng con, chứ mọi người cứ kêu nắm cánh gian như thế này á, là để sau này cho nó gian cánh, không có nha. Riêng những con tắm bình thường nó vẫn rỉa lông gian cánh như vậy, nhưng mà khi chơi nó lại không có gian cánh thì nó cái đó là không phải nào là dạy được nó mọi người, cái đó là bản năng rồi. Giống như một con người mình, mỗi người sẽ có một năng khiếu khác nhau. Có người có khiếu vẽ, hội họa hay là cái tài gì đó, thì chim nó cũng vậy thôi mọi người. Cho nên là anh em đừng có nghĩ là mình sẽ có thể là mình sắp đặt được nó là cái cánh nó chơi như thế nào ra đó ha. Còn có nhiều anh em cũng khá là vui chơi, họ hỏi là làm sao tập cho chim nó có thể là giang cánh ra. Thì nhiều anh em kêu là cột hai cọng dây hai bên cánh á, mỗi lần nó hót thì nắm cánh gỉ ra. Thì cái đó chủ yếu là anh em nói vui vui cho thôi mọi người, chứ anh đừng có nghĩ gì ha. Do là mình thấy trên mạng nhiều người anh em hỏi như vậy, thì có một số anh em họ nói như thế, thì chẳng qua thì mọi người hỏi những câu như vậy thì nó khá là buồn cười. Thôi chắc mình xin kết thúc video tại đây ha mọi người. Chào tạm biệt các bạn. Thì đây thì tại vì nhiều anh em hỏi mình hai con này là một hay là hai, thì hôm nay mình sẽ làm video đó, mình sẽ nói này mọi người thấy nó đang nhổ lông, nó chuẩn bị nó nhổ lông hai nè. Đó. Thôi mình xin tạm dừng video tại đây nha. Chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Hẹn mọi người lúc sau. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ cho mình một like và rồi đăng ký. Và đừng quên nhấn chuông để nhận những thông báo sớm nhất từ mình nha. Để có những con chim nào hành lý á, mình đăng thì anh em có thể phát hiện sớm nhất và anh em có thể được chốt. Chứ giống như hôm bữa con bông 24 của mình á, mình đã bán rồi mà. Chứ để anh em, nhiều anh em hỏi mình sao mà mới thấy đăng mà lại bán rồi. Thì mình đã nói rồi, khi mà giá đàng hoàng của mình á thì nó khá là cao, ba mấy bốn chục gì đó, thì khi mà thanh lý thì sẽ rẻ hơn. Do là mình cần làm những cái gì đó thì mình sẽ thanh lý những chim mình cái giá khá là rẻ bằng những con chim bổi thôi. Cho nên là anh em cũng đừng có nghĩ là vì sao mà tự nhiên mới đăng mắt lại bán rồi mà có hỏi là câu view của ai gì, thật sự là không có nha mọi người. Tại vì con chim đó thì mình đã chuyển đi rồi chứ không phải là mình không có chuyển. Và tại sao cái lòng còn đây thì thật sự mình nói là bữa đó thì mình chia cho anh đó là mình có tặng cho một cái lồng biên hòa mọi người. Thì mình nói là mình bán là mình tặng luôn cái lồng, chứ thật sự mình nói cái lồng của mình chỉ có 86 nang thôi, đối với con lửa đó thì là không đủ, cho nên là mình tặng anh một cái lồng 90 thì là nó mới đủ. Với lại cái đuôi của nó là đuôi 24 mọi người, bây giờ nếu lồng 86 này nó đứng là nó quẹt cái đuôi, cho nên là nó có bị mẻ là đuôi hơi một xíu, cho nên là mình tặng thêm một cái lồng như vậy, chứ không phải là mình chỉ để câu like câu view. Thật sự nếu mà anh em không tin thì anh em có thể vào nhà mình xem và kiếm xem con nào 24 bông như vậy hay không. Thì còn giá trị mà một con 24 lỗi á, 24 bổi như thế nào thì anh em cũng sẽ biết nó như đó. Bây giờ thì cũng phải mười mấy triệu chứ, mà nói cầm 4-5 triệu sẽ không bao giờ mua được con lửa nào bổi 24 đâu mọi người. Cho nên là anh em đừng có thắc mắc lý do gì sao mà cái con đó mình bán giá như vậy mà anh em lại phàn nàn. Thì anh em phàn nàn thì có người khác sẽ tới họ bắt thôi, tại vì chim mà thì anh em chơi thì sẽ biết được nó giá trị như thế nào, và thậm chí nó là cái chim bông nữa và chim bồng nữa, và chim nó chơi hai mùa thì nó sẽ khác là con chim bổi chơi một mùa và có bông như thế nào. Và những con chim bông của những anh em khác nó bán cũng sẽ khác với lại cái giá đó luôn rồi. Cho nên là anh em nào mà chơi thật sự am hiểu thì cảm thật sự mình nói là rất cảm ơn anh em đã ủng hộ mình. Và kênh của mình sắp được 4.000 lượt đăng ký rồi, mình cũng đang chờ để mình làm một cái mini game nhỏ nhỏ, khi mà cùng với mọi người chia sẻ là cái ăn mừng 4.000
4.000 lượt đăng ký đó đó mọi người. Thì thật sự nói mình rất rất cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ mình và luôn luôn xem kênh của mình, và mình cũng chuẩn bị đón một phần quà từ bên Mỹ về đó mọi người. Thì mình cũng đang nôn nao mà không biết món quà đó là món quà gì luôn. Khi mà món quà đó về thì mình sẽ quay và mình chia sẻ cùng anh em. Thật sự mình nói mình rất cảm ơn anh Tâm ở bên Mỹ, anh đã gửi cho mình món quà. Thì mình trong mình cũng chia sẻ anh em, tại vì hôm qua anh có mới nhắn tin cho mình, anh nói là quà anh đã gửi đi từ bữa thứ hai rồi, mà tôi nói là mình rất thích. Thì chắc mình đi xe video tới là mình sẽ quay và mình sẽ review cái món quà đó của anh gửi về cho mình. Hiện tại mà mình vẫn chưa nhận được rồi, do là bên Mỹ về đây chắc phải lâu ạ. Rồi bữa anh gửi bữa thứ hai thì tới nay là thứ sáu rồi, thì mình đang nôn nao mình chờ. Thì đó chính là món quà anh gửi tặng cho mình. Thì thôi, mình xin kết thúc video đây. Chào tạm biệt tất cả mọi người.